nói chung là em cũng là một thi sĩ thôi. Em cũng đã từng xuất bản hơn 20 đầu sách. Chuyên gia chữ độn, đúng không? Em hỏi đây nè, xin tặng cho hai con thơ. Mình nói em khỏe ít hơn để mình đỡ được quần này. Hôm nay sinh nhật anh Sang. Chúc cho anh sẽ giàu sang suốt đời. Nếu mà anh muốn có lời, bây giờ anh hãy mua vé giùm em. Đúng, hôm nay cứ thế mà bắt huy em. Dạ. Dạ, bây giờ chắc có gì quẹo chút xíu nha. Đó là những người của đoàn thiên sĩ của đoàn cái gì? Dạ, sau khi mà tốt nghiệp đại học với tỷ lệ tốt nghiệp 3 cấp 3 đó thì điểm cấp có 2 điểm văn thôi. Thì chúng ta đã có biết là xưa em cũng là từng là cô giáo dạy môn văn ở trường Trần Phú á. Dạ, ông trời ơi, trời ơi. Anh có biết được sự mày dạy ông nhạc thôi là tao mệt rồi đó. Giờ hãy dạy lớp văn. Dạy lớp 10 luôn. Vâng ạ, hôm nay em xin chúc anh Sang một câu thơ với nhiều lẽ sáng ở trong người em ra. Với nhiều thơ mà lẽ sáng giống như chân lý rồi hả? Vô. Vâng ạ. Hôm nay sinh nhật anh Sang. Chúc anh. Ủa? Ủa? Thơ gì vui vậy? Sao hôm nay sinh nhật anh Sang. Chúc anh tối nay sẽ được khai hàng vinh tệ. Cái gì vậy? Sao mà cái thơ gì mày đọc gì rồi nghe không có được, đọc lại ra qua cái. Cái gì vậy trời? Nhạc cho tao thôi, cái cha mẹ đừng sợ đờn hoài. Không có nghe được cái gì hết trơn á. Nói lớn lên đừng có khóc nữa. Tối nay sinh nhật anh Sang. Chúc anh sẽ được. Sao tao không nghe cái bài thơ này luôn. Tha là mày không làm mẹ cho chứ thiệt. Chả mệt. Sao mà cái biếng gì mà nó góp dữ vậy? Bi dặn rồi. Vậy sao mày đi dạy văn lớp 10? Đi dạy văn lớp 10 qua lớp 12 thì đủ rồi mà. Thôi coi như là chưa nghe gì nha. Nhưng mà cái câu thể trung tâm chúc rất là hay luôn. Bây giờ mình sẽ là giờ sớm sức đời. Và câu thứ hai đừng quên nha. Để không có được vé giùm đâu. Đồng vé cho anh Sang đi ạ. Cảm ơn anh Sang rất nhiều. Rồi bây giờ thì chúng ta bảo gặp tiếp tục. Rồi cảm ơn Đường Chuột Sức Tâm. Rồi lớp nhạc đi. Bánh tỏ ra. Dù thì ra bánh thì ra. Dù thì ra bánh thì ra. Chú à, nhảy về nó nói chú đấy chú ơi. Trời ơi, sao mà nhảy dữ vậy trời. Nhảy gì là đó hả, là 27. Là thốn luôn đó. 54 54, 54, 54. Tôi hỏi chị ơi, có bà con gái rồi đó chị. Anh có hiểu không? Hiểu đúng không? Hiểu mà. Bà anh không mua vé đúng không? Cái đó mới quan trọng. Đối vô. Dạ, thôi chúc anh. Nếu mà nói về ngoại ngữ là em giỏi tiếng Nhật hơn. Dạ, dạ. Có, hả? Bữa nay có tìm người Nhật luôn. Dạ. Rồi. Nhưng mà chị biết, mà chị biết tiếng Việt khỏi đó. Ủa, rồi. Vô. Dạ, sushi. Sushi đây ạ. Hai mươi bốn, 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 hai mươi bốn
đến cô chỉ để thương, chỉ đến cô thương chỉ đây. Anh là người trai thơ xưa mà chính em tiếc anh lòng thương. Mong cầu đừng thấy thương non dành lớn cho anh cho quên mình. Nay thành mình anh trở về thăm thăm em trong chiều hoàng hôn. Ba mươi bốn, ba mươi bốn, ba mươi bốn, ba mươi bốn. Ồ, anh Hiếu Vũ ở dưới ha.